Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Lão Trương, đừng kéo ta. Ta còn có thể đánh. Kết thúc rồi, đều đã kết thúc rồi. Chúng ta về nhà thôi, Thu Sảo. Ta quả nhiên vẫn muốn làm một vài chuyện gì đó. Ngươi muốn làm gì? Nho gia nói sống chết có số, phú quý tại trời, chưa biết sống hay là chết. Phật gia nói bất cứ vật gì hễ có hình tướng đều là giả dối. Nếu thấy các tướng không phải hình tướng, như thế mới tạm gọi là thấy được tướng này. Đạo gia nói thuận theo tự nhiên, bằng lòng với số mệnh. Ta cho rằng ta đã quan thông tam giáo. Thật ra, đạo lý gì ta đều vẫn chưa hiểu, nhưng hình như đã hiểu rồi. Ngươi nói cái này làm gì? Đây nà, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao dù ta có làm thế nào cũng không thể nào lại gần được Thạch Học Tuấn? Người ngăn hắn lại, hắn muốn làm gì vậy? Hắn dùng cả đời để tìm kiếm kiếm đạo của hắn. Đi con đường mà từ trước đến nay chưa có ai đi qua. Hắn nói vui vẻ tiến một tấc thì tiến một tấc. Bây giờ có lẽ là tìm được đạo đó rồi. Đạo. Làm gì có đạo? Ta chỉ là không muốn bọn họ chết đi mà thôi. Có một vài người vẫn đang tu hành ở học viện nghe qua ta giảng bài, tìm ta để thỉnh giáo kiến thức công pháp. Bây giờ học sinh của ta chết rồi, ta đương nhiên là phải cứu bọn họ về rồi. Khốn kiếp, không được bỏ chạy. Bệ hạ, trước đây ngài bảo đại quân của Lam Châu chúng tôi giữ ở đây, chặn đường lui của Huyết Yêu. Nhưng mà bây giờ sao ta cảm thấy sắp xếp của ngài hình như là có hơi dư thừa thì phải. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi, đám Huyết Yêu ở trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Chiến trời vậy mà sáng thêm vài phần.
Chân trời có một ít bột màu vàng rơi xuống mặt đất, giống như là sao băng để lại trong bầu trời. Tượng trưng cho hy vọng. Và kỳ tích. Lão Trường, huynh đệ, tiểu tử ngươi còn biết quay lại rồi sao? Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Tiểu tử thối người ngủ ngược lại cũng vui vẻ đấy chứ. Làm chúng ta sốt ruột chết đi được. Hôm nay chúng ta không say không về,